Cháu chào ông. Cháu chào bác. Em chào anh ạ. Sắp làm rể nhà này rồi lại còn bác chào cháu cái gì nữa. Bố, anh vợ, rõ chưa? Đồng, tha đi thiệt. Tôi được em kìa. Ôi dồi ôi. Ôi, định phi tang à? Hả? Lại. Mạng thể hiện của tôi ngày hôm nay thế nào? Hơi lố. Tôi phải nghĩ cách thôi. Không ra mộ mẹ được đâu. Đã lừa người còn sống rồi, chả lẽ lừa cả người đã khuất à? Mình ơi. Bố. Bố đừng khóc nữa. Mẹ thấy mẹ cười cho đấy. Bố mừng quá mà. Mình ơi. Cuối cùng rồi cũng đến ngày này. Hôm nay con gái đưa bạn trai về chào mình đây. Mình có vui không? Bố ơi, bố đừng buồn nữa mà. Con nghĩ là ở trên kia mẹ nhìn xuống, chắc là mẹ đang thấy vui lắm đó. Vì thấy gia đình của mình đang rất hạnh phúc. Nhìn thấy con gái của mẹ bây giờ vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Chúng mày cãi nhau đấy à? Sao anh biết ạ? Giữa đám đông tự dưng xuất hiện hai con gà trọ thì ai mà chả biết. Mà cả hai đứa rất mất lộc nhá. Anh quay ra quay vào cái mất tích luôn. Để đúng thằng anh ở lại một mình. Tại ở trong ba ồn quá anh ạ. Ra ngoài em chửi nó cho nó tiện. Có đúng không? Đúng ạ. Điều vừa nãy à? Gì? Anh bị hâm à? Lung tung cái gì đấy ạ? À? Ai yêu vừa nãy cơ? Tao đang hỏi nó chứ hỏi mày à? Chính hôm qua nó mặc cái bộ này đúng không? Em làm sao mà biết được? Ai mà quan tâm làm gì á? Hôm qua mặc bộ nào ấy nhỉ? Anh bị sao ấy nhỉ? Anh Phong không ở nhà thì em chưa giặt đồ, nên là không có quần áo mới để mặc thôi. Vừa va vừa vẩn. Thơm mùi cá ấy, thì phải chịu khó một tí. Dạ cái xương với cái đầu cá ra, rồi vắt lấy nước cốt. Dạ vâng ạ. Trên thành phố không mua được cá rô đồng thì mua rô phi cũng được. Nhưng mà điều quan trọng ấy là cá phải tươi. Món bánh ba cá rô này không thể thiếu rau cải với rau thì là được. Dạ. Con thái cá xong á, con mang rau đi rửa luôn. Cũng khéo là phết đấy. Trả bù cho hai đứa nha này. Dạ, tại bố con mất sớm, cho nên lúc bé con cũng hay ra quán để phụ mẹ con. Cũng biết chút chút. Không có chị ấy á, em thấy không có một chút động lực nào để làm việc luôn ý. Không nhận. Này 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 này, mấy cái đứa này thân lừa ưa nặng, cứ phải thúc roi vào đít cơ. Lít việc hôm qua sếp gửi chưa hoàn thành đâu đấy. Làm cho xong đi. Ôi chị, bây giờ bọn em làm suốt rồi, chán một xừ ấy. Tại sao bây giờ nhá, chị em mình không nghĩ ra cái việc gì nó thú vị hơn? Chẳng hạn như là điều tra xem sếp đang ở đâu. Có ở cùng anh Phong nhà mình không? Ý kiến hay. Này, chung hay không chung nhá, không liên quan đến mình. Đi làm việc đi. Hôm nay là deadline đấy nhá.
Nếu như mà không có bằng chứng ra đây ý, thì đừng có mà nói chuyện lẩu lục gì hết nhá. Nó khất đấy. Khất cái gì? Đâu, bằng chứng đang làm việc mà ồn thế. Nghiêm thành một hàng ngang tập hợp. Không tập hợp là chỗ này cắt điện đấy nha. Đổi chỗ cho em cái. Chị Xuân, Yến đi đâu mà em gọi điện không được nhỉ? À, Yến đi công tác ít hôm. Có chuyện gì anh Ân cứ trao đổi để chúng tôi về báo cáo sếp, sếp xử lý từ xa. Sao lại xử lý từ xa? Có việc là phải xử lý ngay cạnh này, phải sát sàn sạt vào mới xử lý được. Rất xin lỗi anh về sự bất tiện này. Bên chúng tôi là chi nhánh lại làm về du lịch, thế nên việc sếp đi công tác ít hôm cũng là điều không thể tránh khỏi. Mong anh hết sức thông cảm ạ. Chị Xuân cứ bảo sếp yên tâm đi công tác đi. Sắp tới tòa nhà sẽ xây sửa lại một số tầng, cả tầng hầm cũng sẽ sửa. Mà nếu tầng hầm sửa ấy, thì một nửa số văn phòng ở đây sẽ phải gửi xe ở cái bãi tít ở đâu đấy. Và chỉ có một nửa được gửi ở đây thôi. Mà cái nửa được gửi xe ở đây là nửa nào thì là ý thích của anh Ân. Sau khi sửa cũng sẽ tăng giá hàng loạt các dịch vụ khác nữa. Thì cũng định lên đây để cho Trấn Nam ít ưu đãi. Nhưng mà Yến không có ở đây thì thôi, cho bên khác vậy. Anh Ân ơi, xin anh, thế bây giờ phải gửi xe ở đâu? Xin lỗi bố. Alo, anh nghe đây Quang. Alo anh Giai à, em gọi điện có làm phiền anh không? Anh đang làm gì đấy? À, anh đang học món bánh đa cá rô. Sao tao có chuyện gì nói đi. Em đang muốn hỏi anh cái bao giá, bao Hàn Quốc anh để đâu nhở? Cái bao giao đó em phải làm việc với Linh chứ. Dạ vâng, thế để em đi hỏi cái Linh ạ. Nhưng mà bao giờ anh về đấy? Bao giờ xong việc tình về nha. Lắm chuyện. Tập trung làm cho tốt đi. Bánh đa cá rô. Sao lại làm bánh đa cá rô? Hay gọi cho sếp Yến đâu. Uầy, mà to mồm thế thì bà gọi đi. Điền à, tưởng muốn chết. Này, đắc nào chả phải gọi, không gọi sếp về giải quyết vụ lão Ân. Thế thì để xe ở đâu? Em đi luôn đây. Bố ơi, con phải đi có việc bây giờ. Đi đâu mà vội vàng thế hả con? Có chuyện gì hả em? Không sao, chuyện ở công ty. Con đi rồi chiều tối con lại về. Thế không ai thay thế được à? Khổ thân con gái, đi đi lại lại vất vả quá. Bộ chuyện quan trọng lắm hả? Xem đi gấp vậy. Tòa nhà đang sửa, cho nên một vài đơn vị sẽ phải chuyển ra ngoài. Mọi thứ đang rối tung hết cả lên. Ông Ân thì lại gây khó dễ cho chi nhánh của mình. Không sao đâu, vì chỉ khó có anh lo. Để đi cùng với em nha. Thôi, anh đi có khi lại thêm rắc rối ấy. Để tôi xử lý cho. Đi đâu thì cũng phải ăn sáng ấy đã. Con lên mời ông đi. 10 phút nữa là bố xong rồi. Không kịp đâu bố ạ. Kịp hết rồi mà. Ăn sáng rồi mới được đi. Bởi vì Yến hay bảo buổi sáng, cho nên sức khỏe mới không tốt đó bố à. Nào, lên dọn bàn đi nha. Anh bê mâm lên ngay nha. Yên tâm không trễ đâu. Yên tâm. Cái con bé này bướng bỉnh lắm. Con cứ phải nghiêm giọng thế cho bố. Sau này bố phải nhờ con nhiều. Dạ vâng, bố cứ yên tâm đi. Con đã ra tay chăm sóc rồi á, thì Yến chỉ có béo tốt lên thôi. Đúng là con rể tốt. Nhanh đi bố, nhanh đi bố. Này, một tiếng nữa sếp sẽ đến nhá. Dạ. Cái gì? Một tiếng nữa sếp về đây ạ. Đúng thế. Làm việc đi. Hey, mọi người nghe gì chưa? Nghe rõ chưa? Sếp đang về đến đây có nghĩa là gì? Anh Phong và sếp chắc chắn không ở với nhau. Suy ra mọi người chuẩn bị tiền dần đi. Mỗi người khao em một.